Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh xuôi binh để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì cái thằng khỉ này nó chiếm mất La Mã rồi, mất Rome rồi, nhưng mà nó đang bị nổi loạn rồi, nó không thụ được lâu đâu. Bọn này nó sẽ phải rút về thôi. Các chiến binh Stuebi, và hiện tại bây giờ thì mình cũng đã kiểm soát được khơ khớ các cái vùng thành trì và lãnh thổ rồi, nên là chắc không sợ lắm. Hiện tại thì cái vùng này là cảng cá đấy, vùng bên kia thì cảng thuyền để dễ, còn thiếu một công trình nữa. Đây rồi, chúng ta có cái công trình để nó tăng 5 giáp và cho các đơn vị được tuyển này đấy, và thu nhập từ nông nghiệp. Có lẽ mình sẽ tấn công cái thành này trước. Lần trước thì mình thấy quân nó vẫn đứng ở đây rồi. Chắc là phải đánh một trận tương đối với bọn này rồi. Nó có xe bắn đá, rất nhiều kỵ binh. Được. Night Attack thì đơn giản quá. Mình thích nó, cảm giác nó phải mạnh, nó có gì đó phấn khích một tí. Có thể quân địch nó sẽ được yểm trợ từ đằng sau lưng, và có thể là tấn công từ đằng sau lưng mình. Mình không chắc lắm nhưng có thể như vậy. Cái xe bắn đá của chúng ta, xe bắn đá đầy đầu nên là cũng bằng với nó thôi. Bây giờ thì không quan sát được cái xe bắn đá nó đâu nhỉ. Đặt ở đây thì tầm bắn sẽ vào hết toàn bộ quân của nó. Son of Golden, các bạn có thể nghe rồi đấy, đứa con của thần Godan, đứa con của thần chiến tranh. Mình nghĩ là nó sẽ có quân ở đằng sau này, rất có thể. Mình không chắc lắm nhưng mà có thể thôi. Trường hợp đó tiếp viện từ đằng sau lưng thì mình sẽ cần có lực lượng đó. Thích những trận đánh nó phải độc và lạ một tí. Tiếp viện từ đây à? Rất may nó không tiếp viện đằng sau lưng mình. Có cái xe bắn đá mà mình chưa nhìn thấy đâu. Đây. Chúng nó đang hội quân ra kia. King of Snow. Ghét nhất là nó có cái xe bắn đá. Our hidden units have been discovered. Và lại rất nhiều kỵ binh nữa. Đến đây cho anh. Làm gì đây? Ai da, tấn công rất linh hoạt. Swordmasters, we serve Germania under
Our general is under attack. Thông minh vãi chưởng luôn đấy. Longbow hunters, get out. Sword masters, battle ready and eager. Cho mấy thằng Berserker này sao đã. Kill, 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 longbows. Khỉ, không xem bắn đá nó đâu. Rồi, nó chưa làm gì đâu. Cái gì? Đánh nhau Soul Master. Tưởng nó chết rồi. Bắn pháo nó cho anh. Không tới à? Xong chưa? Dàn ra đây. Khử đội kỵ binh ra đội cung thủ tầm xa nó cho anh. One of our units has gone berserk. À, điên cuồng chém giết rồi. Đúng rồi, cứ lên đây, điên cuồng chém giết đây. Đội kỵ binh rồi. Cái trò gì nhưng mà one of our units has used all its ammunition. Công tấn công tấn công tấn công. Sword masters. Longbow hunters. Đâu à? Khởi qua đây chơi. Nó còn có mấy con ngựa mà nó cứ đuổi mấy thằng cung thủ mình gớm nhỉ. Men are wavering. Gớm thật. Còn cái xe bắn đá của nó nữa. Đánh trận này vui đấy. Đánh tất cả các hướng này nó mới sướng này. Bọn La Mã này khôn hơn rất nhiều. Mình sắp tuyển thay bằng cung thủ Clayton Archer chuẩn bị sang rồi. Về lý thuyết thì cũng sắp được thay thế được rồi. À đây bọn này đánh nhau tiếp đi. Tấn công cho anh. Mấy con ngựa của nó. Soul Master khỏe vãi chưởng nhỉ. Bọn nào đây? Đội hình kim cương sộc cho chúng nó trận à. Đây rồi, may quá có đội Soul Master của mình chấp hết. À, Soul Master đánh nhau với mấy thằng võ sĩ giác đấu à. Mày thì võ sĩ giác đấu này. Ôi cái mấy thằng hung thủ ở đi đâu ấy. Lùi lại đây. Tấn công mấy con ngựa nó. Ôi, Soul Master khỏe vãi chưởng luôn này. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Cái bàn đá. Trận này hay đấy. Ai rồi? Nó
có đội viện đơn vị tầm xa đấy, giết luôn quân nó dẹo hết rồi. Ô xe bắn đá nó. Rồi đội kỵ binh rồi. Và khử của pháo đi. Chết hết quân mình rồi. Ô mấy thằng Soma, mấy thằng Berserker này nó vẫn còn nguyên quân này. Rồi đấy, mọi thứ ổn rồi, chúng nó tan tác à? Thằng tướng của nó làm gì mà vẫn đứng ở ngoài này nhỉ? Ok, vào đây nhanh. Rồi đấy. Bắt khẩu pháo cho anh. Kỵ binh của mấy anh Đức này cũng mạnh mà. Đạo tướng này của nó chưa thèm đánh nhau à? Anh Berserker là ra hỏi thăm cho nó giúp anh. Đám quân còn lại chạy hết rồi. Chưa chạy à? Lì thế. Ôi tháp canh nó bắn mình chết nhiều quá. 10, 9, 8. Rồi chạy rồi xong. Soul Master này chất thật. Đam nó không cao lắm đâu nhưng mà sắp. Kỹ năng phòng thủ của nó chất. Thật là kỳ lạ khi quân Đức và các đơn vị kỹ năng phòng thủ nó lại cao được. Trong khi có những đơn vị khả năng tấn công rất cao. Our hidden units have been discovered. The enemy general is dead. Đánh tuyệt vời. Phải đánh như thế này thì mới loại bỏ được hết các quân đoàn của nó đây. Ôi đánh trên nó phòng thủ mà mình nó có đến hơn 3.900 quân. Soul Master vẫn là chất nhất. Xong. Láo với thầy giáo này. Không có quân. Tiến vào thành thôi. Thật là easy. Ready for orders. Tiêu diệt tàn quân.
Tưởng lên cấp à? Tưởng cấp thấp quá. Chắc là không đủ lượt để chạy sang đánh cái thành kia của nó rồi. Còn quân đoàn này thì đóng vào đây đã. Cái vùng này chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ rồi thì mình sẽ bỏ cái hỗ trợ ở những cái vùng này đi. Vùng này nó ổn định rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang hỗ trợ cho vùng Managa này. Thế để nó tăng nhanh cái trị an này đã. Bây giờ kinh tế của mình không đủ cho phép mình nuôi hải quân nhỉ. Tạm thời thì cũng chưa cần nuôi. Vũ cung thủ này à. Nó có mấy cái thằng à. Phòng thủ cận chiến rất cao. Qua cái lượt này đã. Mọi việc rồi ở tỉnh. Cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng mà lại bắt mình chi nhiều tiền quá. Nó đánh nhau với cái thằng Thassia. Nói trước thì mình cũng không ưa cái thằng Thassia lắm đâu nhưng mà mình không muốn để nó bất kỳ một thằng nào có quyền lực quá mạnh. Hãy cứ để chúng nó đấu đá lẫn nhau đã. Cộng 12 điểm ảnh hưởng. Ngon. Công nghiệp. Cái quân đoàn này à, đây rồi, bỏ đội cung này đi, chuyển giao cho thằng này à. Nó có mấy đội ngựa rất là chất đây này. 1, 2. Rồi. Ôi, bọn ngựa này. Bọn này nó phòng thủ tốt hơn mà nhỉ. Bọn này phòng thủ khá cùi. Phòng thủ cận chiến thấp. Kỵ binh này thì phòng thủ cận chiến cao. Đam 73, máu 100. Bọn em đam cao hơn. Được cái lọ mất cái chai. Hoa cái tuyển đã. Cho nó đa dạng quân đội. Còn một quân đoàn nữa ở đây chứ nhỉ. Chuẩn bị cho chiến trường phương Bắc.
công chiếm thành Rome. Thành Rome đã bị quân nổi dậy chiếm giữ à? Mày rồi. Thành Rome bị quân nổi dậy chiếm giữ rồi. Hải quân, mình có đủ tiền để mà nuôi hải quân không mới là vấn đề đấy. Rồi. Tốt rồi, thế đã phòng ngự được rồi. Ủa, quân đoàn này cực kỳ thiện chiến luôn. Nếu nó có đội ngựa này thì nó rất thiện chiến này. Thằng người Đức này nó mạnh thế nhỉ? Ô. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you, the gods. Sắp kiểm soát hết khu vực phía đông, phía tây. Thirsty for battle. Chiếm được một cái khu vực để tuyển quân cũng là tốt rồi. Hai cái điện thờ. Ôi. Lại mất đơn vị quân rồi. Ái chà. Mấy anh La Mã đã mò lên đây rồi. Để xem mất đơn vị quân gì có thể tuyển bổ sung được không. We have simple need. Thôi. Nó tỉa đúng cái thằng cung thủ mình đâu. Quan sát đúng cung thủ Creighton Archer của mình. Chưa tuyển được thêm đội cung mà đội kỵ binh nào ngon hơn. Ai dù La Mã nó còn lực lượng ở bên đảo này, mà mình thì chưa có hải quân. Chưa đủ lực để di chuyển đến. Cái vùng này cũng có vẻ êm rồi đấy. Không cần quân đóng mà vẫn êm này. Kinh tế cũng bắt đầu khởi sắc rồi. Trong public order. Rồi cho nó mắc đi. Cho nó mắc đi để yên tâm.
Ai chà. Ai chà. À, có hai đội nữ cận vệ là nữ này, một đội cận vệ nữ này. Được, trận chiến này hay đấy. Được một trận phòng thủ đầu tiên. Mình đang xây công trình phòng thủ đây mà nó đã dám vác quân sang nó pem mình trước à? Ôi ồ. Nó đứng ở đây à? Đội nữ lính nông dân đời đầu. Đời đầu anh cũng đánh. Form a screen with your shields. Tất cả đứng ở đây. We hunger for blood and battle. Rất mạnh về phòng thủ. Germanic tribesmen. Tập trung tất cả cổng này chơi. Dự thì nó đi ra cổng này. Pháo hạn đâu rồi? Đây, đổ bộ đây. La mã này. Mình nghĩ là hay hơn nếu như mình tiến sát lên cái chỗ này. Sau đó bật đội hình phòng thủ. Mình nó chết như dạ luôn. Tràn vào đông vãi nhỉ. Ôi ôi. Vào luôn. Bọn mình đến nào nó rơm rớm lắm. Levi. Ui ôi, La Mã nó mạnh lắm. Cố gắng giữ, giữ giữ. Tốt rồi. Son of Gordon, đứa con của thần Gordon.
One of our units has used all its ammunition. Kiểu này thì... Warriors eager for blood! À nó có giờ thế. Có gào thét để trừ tinh thần chiến đấu của binh sĩ xuống, của đối phương xuống. Vậy thì để nó lùi lại một xíu, đừng để nó chết bộ. Our general is under attack. Tất cả anh em tập trung đập tướng nó trước. À, Slippo này. Đây là người đã đánh bại Hannibal trong trận chiến quyết định ở Carthage, dẫn đến sự sụp đổ đế quốc Carthage. Tất nhiên là mà sau đó thì Carthage chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng sau đó thì sụp đổ. Đúng rồi. Đánh kiểu này liều ấy, nhưng mà sẽ giết được kha khá quân của nó. Di chuyển ra đây đã. Nếu không thì mình không chịu ở đâu. Đấy, đúng rồi. Chắc phải dùng cái đạn pháo bắn kiểu này. Đúng rồi, hai con này nó sẽ có nhiệm vụ và trừ sĩ khí của đối phương. Đánh nhau thì nó không mạnh lắm, yếu. Bắn như thế này thì mới giết được chúng nó rồi. Để lợi dụng sức mạnh của pháo binh phá hạng. Như vậy chúng nó mới chết được. Chứ còn bộ binh của mình đánh thì hơi khó để ăn được bọn nó. Quân nó chết hơn mình nhiều. Đúng rồi, tinh thần chúng nó đang suy giảm. Phải xử lý thôi. Đúng rồi. Pháo hạng nó sẽ lã bọn nó chết dần. Đủ điểm thì lại thét lên phát. Artillery ships reporting. Tấn công như thế này thì mình đứng rất là sát với khu nhà này thì cái khả năng mà chúng ta bị fire view ít hơn. Ôi cháy nhà mình rồi. Nên là chúng ta có khu nhà đỡ rồi, chúng nó bị dính đòn khả năng cao hơn. Đúng rồi. Đúng, chuẩn xác. Cứ bắn như vậy là tổn rồi. Bắn kiểu vậy là chúng nó bị thương vong từ đằng sau lưng này này. Được đấy. Tinh thần của chúng nó đang bị suy giảm do bị... Có những đơn vị của mình đang giảm trong chiến đấu ạ.
đánh quân mà. Được. Wow. Mấy thằng La Mã này. Ôi trời ơi. Bắn kiểu này cũng nguy hiểm lắm. Rất có thể chúng vào quân mình đó. Được. Sao có thằng quân mình chạy ra tận đây này. Ôi. Hay quá, chúng con nó. Có được mình đứng ở trong này. Đúng rồi. Úi, đúng rồi. Rồi, tinh thần của nó đang giảm. Đúng rồi. Có pháo hạng có khác. Đấy, đúng rồi. Nó thua rồi. Ôi, chết cả hai phe. Khó tránh lắm. Khi mà hai phe đã tiến sát đến vào nhau này rồi thì khó lắm. What the hell? Bắn lùi ra ngoài này này. Đúng rồi. Mà nó tiến sâu phết đấy, nó tiến vào tận đây rồi. Úi dồi ôi. Đấy xem này, úi dồi ôi. Quân của mình ở tận đây mà. Sao đi. Đây toàn lá mã. Đúng rồi, đúng rồi. Quân mình đứng ở đây. Rồi cái tấn công của bọn vào ngoài thôi. Đúng rồi. Úi dồi, đúng rồi. Cháy khét lẹt quân lá mã luôn. Pháo này nhanh giải quyết được vấn đề. Đôi của mình tướng à, tướng lùi lại, chết tướng thì bỏ một xíu. Rồi được. Bạn phá bắn kiểu này là cũng chết. Chết cả quân mình. Gần nhau quá. Hai phe gần nhau quá. À, tuyệt vời, phát vừa rồi là được đó. Phát vừa rồi giết rất nhiều quân nó luôn. Chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận fire at will thôi.
Wow. Trận này mới khó đấy. Phát đạn này. Chấp nhận nguy hiểm để đánh trận này. Quân đội của chúng ta đang lùi dần. Hôm nay chúng ta đứng ở bờ rào này, bây giờ bị chúng ta lùi dần vào đây rồi. Phá hạn rồi. Được. Ôi ôi. Đấy là mã chất nhỉ? Bánh lì thế. Thương nặng lên, rút lại, yếu rồi chạy. Ô, quân của nó. Đúng rồi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Các quân đâu bây giờ lại chui vào đây này? À, nó bỏ chạy, nó lại quay lại rồi. Ô. Men flee the field of battle. Được, phát đạn vào rồi, được. Cố gắng lên anh em, đừng bỏ chạy nhanh quá. Form a screen with your shields. The enemy general is dead. Rút lui lại sau này, à tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi. Hay quá. Hay rồi. Xong. Thế mà phòng thủ được mới gọi là chất chứ. Ai là pháo hạm mình bắn ác nhỉ. Chết. Nguyên pháo hạm nó dã chết tôi xem nào. Gần nghìn thằng nó đùa đâu. Tấn công làng của anh này. Mày láo này. My people do not like luxury. Bình tĩnh. Face. À, hay quá. Chúng ta được tăng tiền. Cho nó sang chế độ hành quân. Có chuyện gì ở dưới này đấy? Cái vùng đất này không thể yên ổn được. Chỗ này La Mã đã chưa vào quân. Giải quyết nó.
vùng này sớm hay muộn sẽ lại có nổi loạn mà. Thanh niên này à, cần một thanh niên để chuyên để tuyển đội cung thủ á. Ơ, chúng ta có một nữ tướng rất mạnh này. Khôi phục lại La Mã là một công việc. Khôi phục lại lãnh thổ của mình. Ai chà. Đánh cho La Mã sụp đổ. Cái biên đảo này có lẽ là mình khôi phục thằng Carthage và một cái thằng gì của Italia lên nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mình không nhầm thì nó có một cái thằng là lính gì của Frenzy cho tất cả units. Chagabonuts. Chagabonuts. Ôi ôi, Chagabonuts cả vãi cả trưởng. Ready for orders. Có để qua cái lượt này đã xem. Cái lượt này đã xem tình hình thế nào. Có công thủ Creighton Archer thì ai dồ ôi thằng này mạnh thế. Một thế lực ở khu vực châu Phi à? Hay quá nhỉ, cộng morale, cộng public order. Nó chạy ra biển à? Hải quân của mình chưa phát triển lắm. Hai trăm linh tám vào à. Đây đã, để lên lực lượng hải quân ấy. Mà mình có tiền để nuôi hải quân đâu. Rồi, through the halls of heroes. Việc này để cho nhà vua. Vinh dự này phải để cho nhà vua. Đây. Có thằng Carthage đang khôi phục lại lãnh thổ của nó. Thằng này thì tấn công đến đây cũng được.
vùng đất này là vùng đất bị ai chà. Thằng này cũng không tiến được đi đâu à? Loanh quanh ở đây à? Lại có đơn vị quân của mình vừa bị ám sát. Khỉ thật. Gold freely given and grateful. Bình tĩnh đi. The love of God. Quả thực là mình chưa muốn đánh nhau với mấy thằng Hy Lạp đấy. My honorable master. Gold freely given and grateful. Đồng minh phòng thủ gì sao lại đòi lắm tiền của mình thế? Xe bắn đá. Nó cắn mất một cái xe bắn đá của mình. Share my fire, warriors all. For the tribe. For the all highest. Go, sit, share my fire. When your feet bleed, you can moan. Warriors all. Thêm một bữa, ai xin nhở? Không ăn được nó. À, quân của nó cũng còn đông lắm. À, quân của nó cũng còn đông lắm. Không dễ gì ăn được. Ready for orders. Ready for orders. Kinh tế của mình đang khởi sắc. Các bạn có biết tại sao mình đưa quân đoàn này lên phía Bắc không? Chính xác hơn là đưa quân về thủ đô, trong khi khu vực này quá an toàn luôn. Đoán thử xem nào. Khu vực này giáp danh với toàn những nước rất là thân thiện với mình. People can only dream of wealth. Vậy thì lý do gì khiến mình đưa quân vào đây? We are a mighty people. Các bạn xem thì nhiều khi các bạn không để ý lắm đâu, nhưng mà các cái điều việc điều quân của mình nó là cả một cái kế hoạch rất là dài, chứ nó không chỉ là một trong một hay hai lượt đâu. Nó có những cái kế hoạch rất là cụ thể và mình cần phải giải quyết những kế hoạch đó trong rất nhiều lượt. Và khi mình đã quyết định sử dụng đến việc tấn công thì nó sẽ là giải pháp sau cùng. Oh, không chơi được thằng... Nó là giải pháp sau cùng khi tất cả những giải pháp khác mình đã làm xong và cái quyết định tấn công chỉ là quyết định cuối cùng thôi. Đấy. Ready for battle. Besieging settlement. Giờ chúng ta sẽ tấn công cái thành này với cái lực lượng bộ binh mới là cung thủ Khaitan Archer và đội ngựa này. Cung thủ Khaitan Archer.
Đây là lính nổi loạn người ít Latin. Nó đơn vị quân này thì nó rất giống với cái lính mà mình có thể khôi phục được ở cái đảo Cox. Đảo Cox thì chúng ta sẽ khôi phục được cái đạo quân đấy. Bây giờ thì một trận chiến với vào thành Rome. Rồi ô thành Rome cổ kính. Rất đẹp. Đây là trường đua này. Đây là đấu trường Colosseum. Và đây. Đây là lễ hội họp của Viện Nguyên lão và Nhân dân La Mã, SPQR. Đây. Nếu mình không nhầm nó phải được đặt lên trên đồi Capitol cơ mà nhỉ? Tại sao lại ở chỗ thấp như vậy nhỉ? Nó phải cao cao hơn một chút xíu nhé. Biết sao phải cỡ chỗ này chứ nhỉ? Mình nhớ là đồi Capitol cơ mà. Chắc thì trong game nó cũng chỉ làm được mức độ tương đối thôi, chứ làm sao mà xây dựng được cả một cái thành phố Rome to như thật được. Mà như thế này thì nó cũng đầy đủ các cái công trình cơ bản của Rome rồi. Soul Master. Tất nhiên đầu tiên chúng ta sẽ vẫn phải phá mấy cái tháp canh như đã. Battle group ready. Berserkers. Berserker. Mình không chắc là mình có cần phải dùng đến leo thang không, nhưng mà tạm thời mình cứ để. Sau khi tiến vào Ý, chúng ta đã tuyển được đội kỵ binh gọi là Italia Cavalry. Mình thích cái đội kỵ binh này bởi vì cái đội hình này của nó này. Đây không phải là lính La Mã các bạn nhé, đây chỉ là kỵ binh của Italia thôi. Kỵ binh của Italia, cung thủ của Hy Lạp và bộ binh của Đức. Caitan Archer thì không phải bàn, quá mạnh rồi. Cung thủ mạnh nhất game này luôn rồi. Chẳng có vấn đề gì hết. Việc đầu tiên là phải công cái tháp canh ấy. Rất nhiều lính ném lao đứng trên thành. Có lẽ hai lượt đạn sẽ sập. Tầm bắn của nó cũng không cao lắm nhỉ. Cho mấy thằng này lên đây phát rồi. The enemy's tower has been destroyed. Chạy ra đây lại giơ lên đây chết này. Đấy, biết ngay mà. Mấy thằng này bị trượt chân ngã chết này. Ngáo lắm. Đấy, mới đẩy thế. Đục một cái lỗ ở đây. Bắn vào đây cho anh. Phá tường thành ra. Đấy, lại có thằng bị rơi không chết đấy. Đội cung thủ rồi, lên đây. Clayton Archer. Chắc là không cần dùng đến tha nữa cả. The walls are breached. Đục một lỗ đây thì sẽ ngăn không cho lính tầm xa nó có thể tấn công mình.
nó sẽ không di chuyển ra đây được nữa. The walls are breached. Rồi, ok. Dừng bắn để xem tình hình nhá, cho bộ binh tiến vào. Son of Godan, đứa con của thần Godan. Tiến lên. Trời nắng đẹp quá nhỉ. Mấy anh cởi trần này thì chặt chém để nói là đỉnh. Rồi, công thủ mình bắn cấp tập rồi. Trời ơi, mấy thằng này vẫn thích đứng trên tường này. Vào anh em. Đây rồi. Mình tránh xa nó này. Bắn. Đã có cung thủ Kraton Archer này mới vào các cung thủ chuyên nghiệp này. Không để cho chúng nó tấn công các đơn vị cận chiến của chúng ta này. Trong cái game này thì Kraton Archer nhất phải bàn luôn. Rồi, viên cường chém giết bên cạnh. Chuyển bọn này nó sang cái thành Wood Attacker. Tốt rồi. Đội công thủ hàng má tốt nhỉ. Rồi, đứng vào đây đi. Nếu đội tầm xa này của nó tiến đến thì việc tiếp, còn cận chiến của nó thì không phải xoắn. Đưa cái binh thôi. Vị binh của Italia này. Rồi, Swordmaster. Ôi, điên cuồng chém giết à, đúng rồi. Cởi trần đánh nhau nó mới chất. Còn bọn này nó gần như không có giáp, gần như không có giáp. Ấy, cởi trần là đùa. Mày tưởng anh cởi trần mà anh yếu à? Tông thằng này chết á. Mày thích đấm này. Berserker đâu phải dạng với bẩn. Cái chính là nó có khả năng gây giảm tinh thần chiến đấu của đối phương. Đây rồi. Bắn tên. À, lấy phi đu một con mình kìa. Úi trời, dựng như sung. Úi trời, đi luôn. The battle is turning in our favor. Rồi, đi hết đội cung của nó. À, đánh ném lao của nó. Giờ còn lại cái để Berserker này chứ. Soulmaster này. Thế là Berserker để chơi cho nó vui thôi. Không còn để đánh thì chúng ta có thể dùng Soulmaster, nguyên Soulmaster để giải quyết được. Kêu. Đây rồi, mấy anh cởi chân đây rồi.
rồi đạp vào đầu xiên rồi. Lại các bọn cung ở đâu bắn mình ấy, đây à? Mày chết. Ôi dồi ôi, 4 thằng quay một thằng. Mày xong. Rồi đội công thủ mình nó giải quyết được. Một thằng Berserker điên lên chém cho nó. Đúng rồi. Có một thằng đang nổi điên đây này. Đây này. Nó đang điên rồi. Swordmaster. Sát cung thủ mình, cung thủ mình đang đi ra với nó. Rồi chỗ này thì cứ để mấy anh Berserker giải quyết. Berserker là hàng đầu. Nó làm sao mà ăn được. Đứng ở đây đi. At speed. Swordmasters ready. Đến đây đã. Cho đội bên này giải quyết bọn này đã. Berserker. Đánh nhau nữa không? Mấy thằng cẩy trần nó đấy chém chất lắm, đừng đùa. Ấy. Rút lui chiến thuật hết à? Nó cho tướng lên đây để nó búp ra tinh thần cho binh sĩ chứ nhỉ? Swordmasters, they will bleed for us. Bringers of death, Germanic warriors, we are taking trophies. Sai. Rồi. Ôi dồi ôi. Mày chết. Rồi. Mấy thằng nếu áo khoác áo choàng là gấu này, đầu gấu này là gấu lắm. Đây này. Nó là đầu gấu đấy. Định tấn công đội công thủ mình à? Mày định tấn công công thủ của anh ấy.
ngu học. Scrappers, ready. Who do we honor? Quay lại đây. Đây. Đám này còn có vài thằng sợ. Giết lốt. Gì đấy? Swordmasters. Germanic warriors. Melee warriors. Gì đấy? Hai ba con ngựa này vào định xông vào đánh nhau á? Our general is under attack. Chúng nó chạy hết rồi. Tiến vào thành xem nào. Chúng nó chạy hết rồi. We have captured a tower. Của nó quân cũng còn nhiều này mà sao nó bỏ chạy nhỉ? Đang quay lại à? Lại chạy. À từ nó đây rồi. Italia Noob Cavalry. Bọn này cũng vậy. Bọn ngựa này nó mạnh về tấn công, phòng thủ nó hơi thấp. Giáp nó lại cao. Hai đội ngựa này khá giống nhau. Tên chết rồi, bắt đầu bị chúng tên chết rồi. Thành Italia sụp đổ. Rome đã sụp, thành Rome sụp đổ. Chúng ta đã được xem một cái bộ phim truyền thống khi chúng ta chiếm được thành Rome. Chúng ta đã kiểm soát được Rome. Có xe bắn đá à? Không mua được. Nó không thuộc nhóm công trình của mình. Thành Rome thì nó có cái hỗ trợ gì? Tăng morale thì không cần lắm.
Mất một cái xe bắn đá. Mặc lốt cái nhánh quân sự đấy cho nó mắc đi. Nhánh này à. Rồi mắc lốt cái nhánh này nữa. Mua quân à? Để cứ mua quân đi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.